Nó nói nếu cái này là hình bình hành thì cái này sẽ ra. Dễ ra cái đi. ABCD phải không? Vậy giờ em trừ đi. Thầy trừ nha, lấy SB trừ SA bằng SC trừ SD. Rồi SB trừ SA là AB. SC trừ SD là DC. Nếu vector AB bằng vector DC thì nó là hình hành đúng không? Đúng. Nè các bạn đúng. Ok. Còn B cũng đúng luôn. Hình bình hành nó xảy ra hai chiều mới. Nếu cái này là hình thang thì cái đó xảy ra. Sai, chưa chắc. Tại nó có thể là một tỷ lệ khác. Nhớ được cái này giảng không? Nó có thể là tỷ lệ 1:2 hoặc là 1:3 hoặc là 1:4. Nhưng mà nếu cái này xảy ra thì là hình thang đúng không? Đúng. Câu D là đúng.